Em mời anh nói. Ok, ok. Thực ra thăm em chả có gì đâu, có quà gì. Đã chơi thăm em là được, còn quà cắt. Cảm ơn em ở nhà chăm sóc. Hôm nay em vừa lắm. Màu cũng đẹp anh ạ. Vẻ. Em thích. Đây. Em thích màu đấy, màu mơ.
Nên em biết làm gì đấy? Em chặt cái này làm giàn đố này. Dạ. Em mời anh tham gia. Chả nhiều lan thế. Trong đây họ đang làm cầu cống vậy. Vâng, đang làm cầu mới. Em mời anh tham gia. Ok, ok. Chúng ra thăm em chả có gì đâu, có quà gì. Đã chơi em. Thăm em là được, còn quà cát thì được. Cảm ơn em ở nhà chăm sóc. Thì em cảm ơn anh nhé. Ừ. Anh mang nhiều quà thế thì cho em. Cảm gì đâu. Em xin cảm ơn. Em ở đây làm vất đấy nhỉ? Vâng ạ. Em một mình ở đây. Bà đi rồi em. Em mời anh uống. Xin cảm ơn. Anh uống nước. Vâng ạ. Anh mang nhiều quà quá. Đây là có gói kẹo. Còn cả dưa nữa. Rồi còn mua áo đẹp cho em nữa. Em mời anh ăn bánh nhé. Ăn bánh. Em xem làm gì, anh ra anh giúp cho. Thôi anh cứ về đi, để em không sao đâu mà, anh làm được đấy. Những việc anh làm được mà. Vâng, thế thì anh giúp em với. Em trẻ mấy cái để làm giàn đố. Thank you.
Thank you.
để sang ngoài ăn cơm thôi. Thôi, đi vào ăn cơm. Ừ, ăn cơm rồi. Thì xong rồi em xem được chưa? Được rồi anh ạ, quá chắc rồi. Anh cũng chọc tay ghê nhỉ. Anh đi bán cơm. Ừ. Nhà cái măng rừng này ngon thế. Vâng. Măng rừng này không đáng lắm. Em mời anh. Rồi, anh xin. Mời em ăn cơm đi. Vâng, em mời anh nhé. Ngon lắm. Tăng lên. Mà ngon lắm. Anh ăn tự nhiên nhé. Lâu rồi đi xa anh không được ăn món này. Ở quê ngon lắm mà. Ăn đi. Vâng. Anh cứ ăn tự nhiên nhé. Khỏe lắm đấy. Em ăn thức ăn rồi đi. Vâng. Ăn. Anh thích cái cải này quá. Cải này tự gieo. Ừ. Ăn cơm ngon quá, nhỏ lắm mà. Cơm còn nhiều mà anh, ăn thêm một bát nữa. Anh ăn dơ đi. Anh ăn nữa đâu. Em ăn đi. Đây, em nấu nhiều cơm mà anh có ăn ít thôi. Thôi anh khoan được nữa, nhỏ lắm rồi. Em mời anh. Thì cứ gọi anh sang anh làm nhé. Em dọn. Để em tự dọn anh ạ. Để đấy anh. Anh vui em cái này thôi. Muộn rồi, mình về đây. Nếu khác anh sang chơi thăm sau nhá. Anh nhìn nhá. Em cảm ơn anh nhá. Em cảm ơn anh. Anh về nhá. Anh về đây.